tình cảm của vợ chồng chị sẽ luôn luôn bền chặt. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hay bất kỳ ai cũng không thể nào xen vào phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng chị được. Chị tin chắc là chồng chị có chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ rơi chị. Đúng không anh? Đúng chứ. Alo. Alo, chị Quỳnh phải không ạ? Dạ, em là Linh nè. Em biết là em với chị có vài hiểu lầm với nhau. Em không muốn chị buồn, cho nên chị có thể gặp em một xíu được không? Em muốn giải thích đôi điều cho chị hiểu ạ. Được rồi, cô nhắn địa chỉ qua đi, tôi sẽ đến. Dạ, vậy thì em cảm ơn chị ạ. Có gì em gửi địa chỉ cho chị liền nha. Dạ, em chào chị. Anh nghe nè. Alo, anh hả? Từ sáng tới giờ trong người em khó chịu quá à. Em cảm thấy mệt mỏi quá à. Tại vì giống như là em rất là vô dụng vì không lo được gì cho người mình yêu hết. Em bình tĩnh lại đi. Em đang ở đâu vậy? Anh, em muốn gặp anh. Anh gặp em một chút được không? Thật sự là bây giờ em muốn biết là anh đang nghĩ cái gì. Rồi, anh tới liền. Anh tới liền nha. Để xem lần này hai người sẽ đối mặt như thế nào. Thôi mà, nín đi em. Nín đi mà. Bây giờ ngay cả cái quyền khóc em cũng không có nữa. Ý anh không phải như vậy. Anh cũng thấy rồi đó. Chị ấy cố tình khiêu khích em. Sớm muộn gì chị ấy cũng đuổi em rời khỏi công ty thôi. Không có chuyện đó đâu nha. Đừng có nghĩ lung tung nữa mà. Em chỉ cần một danh phận rõ ràng thôi à. Em muốn được ở cạnh anh. Khổ thiệt á. Đây đâu phải là cái chuyện mà muốn một ngày một bữa là được đâu em. Em phải cho anh thời gian chứ. Nè, với lại em cũng biết mục đích anh làm việc ở công ty này là gì rồi. Đừng bắt anh phải lựa chọn nha. Cho anh thời gian nha. Hay là em với anh á, mình bỏ đi đâu đó đi. Một nơi mà chỉ có em với anh thôi nha. Chứ bây giờ anh ở căn nhà đó, anh làm rẻ cho họ bao nhiêu năm nay, họ có tôn trọng anh đâu. Hà cớ gì anh cứ phải ở đó làm gì? Anh còn tình cảm với chị ta đúng không? Cho nên hai người mới dùng dằn qua lại như vậy. Em không hiểu tình cảm của anh hay sao mà còn hỏi như vậy nữa hả? Anh với Quỳnh chỉ là nghĩa vợ chồng thôi. Mà anh cũng không còn cảm xúc với Quỳnh nữa. Thôi, nín đi. Anh Cường. Anh mới giờ nói cái gì vậy? Dạ chị, hiểu lầm rồi, anh không nói gì hết á. Bỏ em đi, không biết cái gì mà nói chứ. Quỳnh, bình tĩnh lại, đi về. Bỏ em ra. Đi về nghe, nói nè, đi về.
Em à, anh về nè, đi anh về đây làm gì nữa? Quỳnh, anh đi đi. Em bình tĩnh lại đi, em đừng có kích động như vậy. Em nghe anh giải thích nè. Còn nghe giải thích gì nữa? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Mấy hôm trước á, anh còn nói là anh sẽ cố gắng vì tôi. Vậy mà hôm nay chính tay tôi nghe được là anh không còn cảm xúc với tôi nữa. Anh không muốn tôi tin anh như thế nào? Quỳnh, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói nè. Chắc là do gần đây anh bị quá nhiều áp lực trong công việc, anh không đủ tỉnh táo để phân biệt mọi thứ. Đúng là thời gian gần đây tình yêu của anh dành cho em có phần sao nhãng, cho nên anh mới lỡ thốt ra điều đó thôi. Chứ anh và Linh không hề có chuyện gì hết. Em tin anh đi. Anh và cô ta không có gì hết hả? Nếu anh không thích cô ta thì tại sao 5 lần 7 lượt hai người lại gần gũi nhau tới như vậy? Thích người ta tới như vậy rồi, tôi và anh á cần gì phải ràng buộc nhau nữa. Em à, mình ly hôn đi. Đừng em. Quỳnh, em bình tĩnh lại đi. Em đừng nói như vậy mà. Em nói như vậy anh đau lòng lắm, em có biết không? Mọi chuyện là do cô ấy thích anh thôi, chứ anh không hề thích cô ấy. Anh nói thật mà. Anh hứa với em, chuyện của Linh anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Cảm xúc có thể dời bớt, nhưng tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi hết. Nếu không vì yêu em thì ngày xưa anh đã không đứng ra làm chứng. Yêu em nên anh đã cắt bỏ đoạn mấu chốt này. Anh không muốn vợ của anh thành kẻ giết người. Anh đã hết lòng với em. Em hãy tin anh đi. Còn chuyện của Linh, anh hứa với em, anh sẽ giải quyết dứt điểm. Mình có thể bắt đầu lại được không em?